Mới đây, một nữ TikToker cho biết cô mắc một hội chứng rất hiếm, gia đình đi hết 4 bệnh viện nhưng không ai nhận. Đồng thời, cô biết ơn Trường Giang vì anh đã động viên mình. Cụ thể, một nữ TikToker tên Kelly Nguyễn cho biết cách đây không lâu, cô từng mắc một chứng bệnh lạ. Sáng sớm sau khi thức dậy, Kelly Nguyễn cảm thấy chóng mặt, nhức đầu, không thể nhấc nổi tay chân, hai mắt mờ đi không nhìn thấy rõ những thứ xung quanh. Gia đình lập tức đưa cô vào bệnh viện để truyền canxi vì cho rằng cô bị hạ canxi. Tuy nhiên dù đã tiếp thêm thuốc, nữ TikToker vẫn không hồi phục trạng thái bình thường. Cô đã được chuyển lên bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra cặn kẽ hơn nhưng 4 bệnh viện đều từ chối. Đến bệnh viện thứ 5, họ mới tiếp nhận điều trị. Cô đã trải qua những cuộc xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây ra căn bệnh của mình. Cuối cùng, các bác sĩ xác nhận Kelly Nguyễn mắc hội chứng tên Miller-Fisher. Hội chứng Miller-Fisher không phải thường gặp, thậm chí nó còn rất hiếm xảy ra, tuy nhiên mức độ nguy hiểm không thua tai biến. Kelly Nguyễn đã nằm ở bệnh viện để điều trị suốt nhiều tháng với sự trợ giúp của gia đình. Vì thị lực suy giảm, tay chân cũng không cử động linh hoạt nên Kelly Nguyễn chỉ có thể nghe theo sự hướng dẫn của bác sĩ, tập vật lý trị liệu cũng như tập nói lại từ đầu. Cô tường thuật lại lời nói của bác sĩ, bởi vì khi chúng ta ho, cơ thể sẽ tiết ra chất đề kháng nhưng nếu đề kháng không kháng lại con virus mà cơ thể đang có lúc đó lại đi nuốt hệ thần kinh thì sẽ gặp hội chứng này. Đó là lý do vì sao cô đã bị liệt dây thần kinh, dẫn đến mắt không thấy đường, tay chân không kiểm soát được. May mắn Kelly Nguyễn chỉ mắc bệnh Miller-Fisher ở thể nhẹ, cơ thể có thể tự động hồi phục sau 2 tháng. Cũng trong lần nằm viện đó, Kelly Nguyễn đã nhắc đến Trường Giang sau một dịp tình cờ được Trường Giang thăm hỏi. Hóa ra khi quay chương trình, nam MC giải cứu số lượng lớn cam của nông dân nên quyết định mang đến bệnh viện tặng cho các bệnh nhân điều trị. Một bệnh nhân nữ được Trường Giang hỏi thăm, nắm tay động viên không ai khác chính là nữ TikToker Kelly Nguyễn nên cô cảm thấy biết ơn Trường Giang. Trở lại với hội chứng trên, theo bác sĩ Nguyễn Phương Trang, khoa nội thần kinh, bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Miller-Fisher là hội chứng về thần kinh hiếm gặp, biến thể của hội chứng Guillain-Barré. Guillain-Barré có tỷ lệ mắc khoảng 1 đến 2 ca trên 100.000 người và Miller-Fisher còn ít hơn nữa. Nguyên nhân gây ra hội chứng này là đáp ứng miễn dịch của cơ thể chống lại những protein hiện diện trên các dây thần kinh chi phối vận động, cảm giác, các chức năng trong cơ thể. Do đó, ngoài điều trị theo kinh nghiệm, các bác sĩ phải nghiên cứu thêm các phương pháp điều trị mới trên thế giới. Bước đầu tiên là điều trị theo triệu chứng, điều trị cảm giác chân tay tê bì, hỗ trợ hô hấp nếu ảnh hưởng cơ hô hấp. Nếu bệnh diễn tiến nặng có thể cần đặt ống thở, nội khí quản, theo dõi nhịp tim, tập vật lý trị liệu. Tiếp đó, người bệnh được truyền tĩnh mạch immunoglobulins, IVIG và hoặc thay huyết tương. IVIG là điều trị nội khoa giúp cơ thể lấy đi những protein, kháng thể, gây tổn thương sợi thần kinh. Bác sĩ Trang cho biết thêm, khi được điều trị thích hợp, bệnh sẽ thoái lui trong vài tuần hoặc ngắn hơn, tuy nhiên, tùy vào mức độ nghiêm trọng mà các triệu chứng đôi lúc hiện diện trong vài tháng tiếp theo. Hội chứng Miller-Fisher thường lành tính và tiên lượng phục hồi tốt hơn so với Guillain-Barré. Bệnh nhân đa số phục hồi hoàn toàn, chỉ số ít trường hợp yếu cơ trong vài năm tiếp theo. Miller-Fisher với tam chứng, liệt vận nhãn, thất điều, mất phản xạ gân cơ tứ chi. Hội chứng này gây yếu cơ mắt và chi thể hai bên nện, bệnh nhân sẽ gặp vấn đề về đi lại và thăng bằng. Một vài người yếu từ chân đến tay và vùng mặt, một số giảm khả năng vận động tay, chân, mặt cũng có thể gặp khó khăn khi hít thở do bệnh ảnh hưởng đến cơ hô hấp.